Hello cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Niên. Tiếp nối video 8 màu son mới cho mùa thu đông mà Niên đã review trước đó, thì nay Roman vừa cho ra mắt bộ sưu tập Hanbok Project được lấy ý tưởng từ bộ Hanbok truyền thống của Hàn Quốc. Bộ sưu tập này ngoài 8 màu son mới của dòng Sea Blue Matin và Latin Water Tin thì hãng còn cho ra mắt thêm Clear Cover Cushion cùng phấn mắt, phấn má và highlight nữa. Packaging thì siêu xịn luôn á. Và với video này thì Ni chỉ swatch và review 8 em son mới cùng với cushion thôi. Các sản phẩm còn lại thì hẹn mọi người trong một video khác nha. Thiết kế của son đợt này hẳn là đã đúng tim các nàng ầm ầm rồi đúng không? Concept màu pastel nhẹ nhàng chen lẫn vào đó là các họa tiết truyền thống thường được thấy trên những bộ hanbok. Cọ son của dòng Sea Blue dẹp, mềm và soft, rất dễ blend trên môi. Còn với dòng Lasting Water Tint thì vẫn giữ cọ son truyền thống của các dòng son tint romance, nhỏ gọn và đủ vừa viền môi không bị lem. Đầu tiên thì mình cùng ngó nghiêng qua dòng Sea Blue Matin hen. Đợt này hãng bổ sung thêm 4 màu mới, do theo concept nhẹ nhàng nên 4 màu son đều không quá đậm và dễ dùng cho mọi tông da. Chiếc son kem xốp mịn, rất là dễ để tan màu nè mà còn nhẹ môi nữa. Sau khi lau đi thì mọi người sẽ thấy những cái màu mà có tint hồng tím sẽ bám màu tốt hơn là những cái màu tông đỏ tông đất hen. Màu 07 Onion Beige là một màu nude tông ấm, kiểu màu cam sữa pha tí đất ít. Những màu sữa như thế này thì sẽ hơi bột một xíu nên trước khi thoa môi thì mọi người nên tẩy để bào chế cẩn thận nha. Màu lên rõ chỉ sau một lần nhúng cọ. Màu này thì sẽ hợp với mọi tông da nè, nhưng lại hơi kén với những nàng có men răng vàng nha. Màu 08 Flower Coral theo đi thấy là giống màu cánh hồng khô á, chứ không theo sắc san hô lắm. Nếu như bạn đang cần một màu son MLBB để đánh đi học, đi làm nhẹ nhàng thì đây sẽ là một màu không thể bỏ qua. Son vừa thoa lên là tìm hẳn vào môi luôn, không hề có cảm giác dính dính như là đang tô son nè, rất là thích luôn nha. Màu 09 Maple Red là một màu đỏ nâu nhưng tông nâu lại chiếm ưu thế hơn. Vì là màu trầm nên tông da nào cũng sẽ dùng được, mặt màu vẫn vô tư mà không bị dừ. Son bám trên môi rất là tốt, tầm 4-5 tiếng nè. Nếu như mà ăn dầu mỡ thì hầu như sẽ trôi hết màu nha. Màu 10 Flush Purple là một gam màu hồng tím lạnh. Gam màu này khá lạ đối với các dòng son trước đó của Roman. Nghe tới tím thì hơi sợ nhưng mà mọi người đừng lo, bởi vì gam màu này không hề kén da đâu. Nếu nàng nào môi khô và nhiều vân môi thì vẫn nên dùng son lót trước để son trượt lên dễ dàng hơn và hạn chế việc khô môi nha. Tiếp đến là 4 màu son mới của dòng Lasting Water Tint. Dòng này thì trước son được khen xưa giờ rồi nên Ni sẽ tập trung nói về màu son thôi ha. So với dòng Juicy Latin Tin thì Ni thấy lớp bóng của bạn này đẹp và mộng môi hơn, đặc biệt là lớp stain bám chắc cực kỳ luôn. Sau khi tẩy trang thì mọi người cũng thấy là dù như son chỉ trôi đi lớp bóng thôi chứ lớp màu vẫn còn nguyên, son màu gì thì stain màu đó luôn nha. Màu đầu tiên là màu số 10, Chicha Beige, một cam nude nhẹ nhàng. Tông màu này thì phù hợp với các bạn da ngâm hoặc là tông da ấm nha. Mặc dù là màu nude nhưng sẽ không bị bật da do trước son bóng nè. Màu lên thì có hơi nhạt thật nhưng mà thoa lên kiểu bóng bóng tự nhiên rất là xinh. Màu 11 Pumpkin Brown, cái tên nói lên tông màu luôn hen. Mặc dù là tông cam nhưng được mix thêm màu đất sẽ hạn chế làm xỉn men răng nè. Da ngâm thì cứ dùng vô tui luôn. Cũng giống với màu 10 thì màu này vẫn kén đối với các bạn tông da lạnh vì có hơi nhiều sắc vàng một xíu nha. Màu 12 Omicha Red là một sắc đỏ MLBB, được pha trộn một ít màu cam nhưng màu nó không bị chói quá. Và vì là chất son bóng nên màu cũng trong trẻo hơn chứ không có đậm như son lì nè, nên sẽ vẫn phù hợp với các bạn mà sợ tông đỏ đậm nha. Do có sắc đỏ cho nên là dường như tông da nào cũng dùng được và có make up hay để mặt mộc thì vẫn ok, không có bị kén như màu 10 và màu 11 nên mọi người đừng có lo hiên. Cuối cùng là màu 13 Berry Violet là một sắc hồng tím thiên về tông lạnh. Màu này thì thực sự là hơi khó để dùng á vì nó ngả tím nhiều nè, theo kiểu màu Fujisa. Những màu giống như vậy thì dường như chỉ hợp với tông da trắng mà răng cũng phải trắng nữa. Nếu như không thì sẽ rất là dễ làm xỉn men răng. Nhưng nếu mà dùng hợp thì nhìn sẽ rất là tiểu thư và xinh xắn luôn đó. Cuối cùng là dòng cushion mới ra của hãng là Clear Cover Cushion. Thiết kế trông ống ánh như ngọc trai vậy đó, nên rất là thích cái thiết kế này luôn. Tùy mỗi tông màu da mà màu vỏ cũng sẽ khác nhau ha. Thiết kế bên trong thì giống với những cái phiên bản trước. Chiếc kem được pha trộn giữa hai dòng Zero Matte Cushion và Better Than Matte Cushion, phù hợp với các bạn da hỗn hợp thiên dầu nhưng mà không muốn nền của mình quá lì.
chất kem che phủ khá tốt, chỉ sau một lần apply, dường như lỗ chân lông và cánh vết đỏ đều được cover hết luôn. Finish tự nhiên mà không bị dày nè, không quá bóng như Zero Matte nhưng mà cũng không quá lì như là Better Than Matte. Bền màu tầm 5-6 tiếng trong điều kiện có phấn phủ. Ở những nơi lạnh á, thì các bạn có thể không cần phủ phấn vẫn ok. Nhìn sơ qua thì đi thấy tông màu dễ dùng, mới không có bị quá sáng nè. Nếu như bạn thích cushion của Bromance á, thì nhớ là đừng bỏ qua em này nha. Tới đây thì video của Ni cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video nha. Bây giờ thì cùng chào tạm biệt và chúng mình sẽ cùng gặp lại nhau trong những video lần sau. Bye bye!